Còi này. Tuyến nói rồi. Đây như cái tăng là được không? Món thế này là không ạ? Hình ao hình mình. Nhìn thế phúc rồi. Được. Đập nữa đi Huỳnh ơi. Đấy được rồi. Chạy được thế. Cao vai lên Tuyến ơi. Xong rồi đen rồi chết rồi. Tuyến nhiều vai lắm, tay nó dài. Cần đây sau có đau không? Đôi từ từ cho Cường chuẩn cho nó. Thật chuẩn không? Không cứ ăn được. Chuẩn đấy. Chuẩn. Em đánh ai mà tay ông phải đánh phấn không đi vào tay. Như này lúc đè vai này à? Khả năng lúc đè vai được đúng không? Ừ, chỉ đánh đi kiếm chống nắng thôi. Tay như cái phích. Còn anh Hùng ơi, tay quốc gia rồi. Vừa đi vật tay vừa đi đánh phấn này. Anh Cường gầy đi nhiều rồi. Còn 200 không? 366. Hôm nay nghe đông nhờ. Hôm nay em ở trên Vĩnh Phúc gần 1000. Phúc chỗ nào Vĩnh Phúc? Chỗ nào ở Vĩnh Phúc nhỉ? Hôm qua nhà thằng ai đấy nhỉ? Hôm nay đi lên em này Vĩnh Phúc vào tay. Làm gì mà xem lâu tích nhỉ? Ở chỗ nhà cái thằng này này, hôm nay mình đi vợ chuẩn mà. Chuẩn chị gái của chuẩn. Chuẩn chị gái mưa đấy không? Chỗ nhà thằng chị cô mà ông đi mà anh mưa. Sẽ biết về đấy. Không, không phải chị gái mưa. Đông Anh. Đông Anh Mê Linh, à Mê Linh, Mê Linh. Em nó xin rồi. Chị gái chuẩn. Chuẩn ơi, chị gái. Nuôi, chị gái nuôi. Mê Linh thì vẫn thuộc Hà Nội, không phải Vĩnh Phúc. Phúc Yên mới là thuộc về Vĩnh Phúc thôi, từ Phúc Yên trở nên Vĩnh Phúc còn đâu từng Mê Linh, từ Phúc thôi là vẫn về. Được một cái không ăn thua rồi. Nhưng Cường bây giờ tay đã nhỏ hẳn, kể cả bụng nữa. Bé hẳn. Cường bây giờ giỏi lắm thì được 76 cân. Ở trong cái túi đấy. Cường, anh đoán chú ở 76 cân. Tầm đây. Dạo này gầy quá rồi. Đấy, ngủ 80. Nhưng mà qua là phải cao. Người nó cao thế kia. Cao nhưng mà anh chỉ đoán 76. Mực kia. Mở ra, vặn ra. Mà người là rắn. Chân tay. Chuẩn nào ta nhìn đến chuẩn. Đấy, đúng bài. Một đều. Chuẩn. Người vật năm thì còn 7 đâu, điều mỗi đội nhà anh thành được trì đâu. Người vật đâu, người vật chỉ còn như này. Người vật nóng tay lắm, cũng chịu nổi. Và thế này có bị hay chấn thương gì không anh? Gãy bị gãy tay suốt ngày. Hắt 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 hắt. Cường ơi, có điện thoại được Cường ơi. Alo alo alo. Kim Đô hôn. Kim Đô hôn. Cường bay ba đây là nó lại gọi Kim Đô hôn. Lần này gọi cao thủ hơn Kim Đô hôn. Đâu rồi. Anh chạy. Ôi tay cháu anh đưa nhiều lắm. Anh chạy. 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 Buồn nhá. Thứ hai cái bếp này nó buồn có lịch mà tháng. Nói một tháng ông một lần. 100. Đích hôm nay không họp vì hôm qua đêm qua nó đóng xuống mưa là. Cũng sao mưa. Go. Đúng rồi, chiều nay mưa đấy. 80% là mưa đấy. Kết thúc rồi. Đi vào. Alo. Đức vật là anh thằng anh ba hiệp này. Alo. Thua anh Đồng hai hiệp, thua anh Toàn hai hiệp. Em cũng thua mà. Rồi đang ra rồi. Em suy nghĩ em gặp thua mà. Đó đừng giữ rồi, mày kéo đi. Em không xuống được. Kết thúc. Kết thúc. Ok. 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 Nhất công ty nhìn tốc độ mà này. Đúng rồi. Nhanh. Đúng rồi.
ok. Luyến mỏi rồi. Anh Tùng về nhà tâm mình đi. Đánh luôn. Tay to đùng. Hết lực rồi. Thôi Tuyến ạ, mỏi rồi, hết lực. Chơi anh Tùng mất tay. Anh Hùng vào đi. Luyến mỏi rồi, đánh gì? Ba điện thoại mày. Ai dưới 6 năm làm quả tay trái không nhỉ? Em. Chán. Mấy cân rồi? Mấy cân rồi? Dưới 70 à? Dưới 50 không? Không. Anh Toàn. Ờ, người thấy phải. Không, tiền nước nhiều. Hưng Yên không cho người ngoài đánh. Là sao? Chỉ có Hưng Yên với Hải Dương đánh thôi. Bộ à? Hải Hưng. Giải mai là cái Hải Dương đấy. Không cung ở sắt ma sư Diên Tuệ. Bởi vì họ mở lần đầu anh ạ. Đây này, đây này. Mới mở lần đầu. Nha. Bạn Trí Tuệ này. Tai nạn đấy, hôm anh Tùng đấm thằng bị tai nạn ấy, bị rách đấy, vẫn còn đấy. Anh nào đây? Ở các công vượt đấy. Alo này, số điện thoại làm bàn bật tay này. Không. Vẫn còn dấu vết anh Tùng ạ. Hôm xử nó. Ôi, mắt nguy hiểm quá. Không ăn được nguy hiểm, cổ tay của chú đau em mà. Cổ tay rồi chứ, nó bật suốt rồi. Cổ tay quen rồi, để quen rồi anh ạ. Không việc gì. Đặt nó lấy được cổ tay long ra rồi. Cổ tay ép được kỳ không. Không làm lưới lót quá, phá cổ trò rồi. Lên vai là được. Một, dí đi đại. Đặt, dí làm sao được. Từ con khu, con khu đâu. Từ. Hà Tây đó, ai ông Hà Tây? Liên tục này. Vai này. Hà Tây khỏe như trâu. Anh nhìn thấy nó tành, mạch phát thì chết rồi. Đẹp mà. Nói cho nó đó, không ai rủ cả. Ông phải đi rủ mọi người chứ không thì ông đến đây ông chỉ để tay theo mát thôi. Anh Đông hai cục tí vào gặp cái này gặp cường cường được. Hai chim dùng 3G nóng lắm. Cường này đánh nè. Đánh vòng máy. Đạt trụng giỏi lắm em ơi. Đặt giữ được nhát, giật nhát đầu. Đây anh em toàn đồ gầy hết phần. Lại đau rồi. Chỗ này á? Chỗ này đúng không? Khu vực chỗ này đúng không? Anh Tùng mệt giống chưa? Giống như hệt anh luôn, buộc dây. Tùng hết dây. Thế này dây nó thế này này. Phải ấn nhiều lần vào đây này lấy không ạ? Thế này đau buốt thì phải ấn khóc luôn. Rất chuyên nghiệp. Quay của anh vẫn quay chứ? Anh vẫn đang quay 2 tiếng 1 phút rồi. Về nãy có Facebook Hoàng Hải xem. Không phải trùng gân mà cái dây này nó dồn vào. Chắc không biết ai ở máy tính cứ ở nhà đang đăng nhập. Bật lên chắc là nó tự vào ấy. Anh để lưu một tổ.
Rất là chỉ có vợ anh này, này đỏ sưng phù này. Anh ơi, anh ngồi nếu mà xem vật tay thì nó mới thoát ở đây. Khi mở máy tính mà buốt đến tận óc nhỉ. Ở đỉnh anh đang quá cả anh ngồi đỉnh. Mẹ đánh Hùng một tí. Ok. Đây này, ấn sưng phù. Đừng để anh ấy chết chênh. Đừng để anh ấy chết chênh. Anh mà chết chênh cho là mày khủng nữa đấy. Anh bị nhát một lần rồi. Bởi vì thế mới đỡ. Đường cường cái này búa yếu nhỉ. Anh ấy bỏ lâu rồi. Đây này, toàn bị sưng như thế này, toàn bị đỏ như thế này.